Xin chào các anh em, mình là Long, là giảng viên hiện tại của Science School Music. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi đệm hát ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu, một bài hát mới ra lò của Trung Quân Idol. Bài hát này thì Trung Quân hát ở tông re thăng, cho nên các bạn sẽ kẹp capo vào ngăn số 3 và chơi ở giọng đô chuyển nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài hát chơi như thế nào nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần hợp âm của bài hát này. Bài hát này chúng ta chơi ở giọng đô chuyển nên các hợp âm cũng tương đối là dễ thôi. Chúng ta hãy cùng xem nha. Hợp âm đầu tiên đó là hợp âm La thứ 7, hợp âm này tương đối là dễ nha các bạn. Ngón giữa bấm vào dây 4 phím 2 và ngón trỏ bấm vào dây 2 phím 1. Hợp âm tiếp theo, hợp âm Fa major 7. Các bạn có bài này thì chúng ta có thể chơi Fa major 7 như sau. Ngón cái quặp lên dây 6 phím 1, ngón áp út bấm vào dây 4 phím 3, ngón giữa vào dây 3 phím 2 và ngón trỏ vào dây 2 phím 1, tọa độ 1x3210. Nếu bạn là không quặp được thì các bạn bỏ ra và đánh dây số 4. Bài này thì các bạn ở phần quạt hoặc là ở những phần các bạn chơi, các bạn có thể lựa chọn hợp âm pha trưởng nha các bạn. Nếu bạn là chặn được các bấm cái tay này, tọa độ 133211. Hợp âm tiếp theo đó là hợp âm re thứ 7, tọa độ xx0211. Ngón giữa các bạn bấm vào dây 3 phím 2 và ngón trỏ các bạn chặn cho mình dây 1 dây 2 của phím số 1, đánh cái dây số 4. Hợp âm tiếp theo đó là hợp âm mi thứ, hợp này tương đối dễ đúng các bạn. Ngón giữa vào dây 5 phím 2 và ngón áp út vào dây 4 phím 2, tọa độ 0200. Hợp âm C7, hợp âm này thì hơi ít dùng trong bài này nhưng các bạn cũng nên biết nha các bạn. Các bạn bấm cho mình tọa độ như sau. Ngón giữa bấm vào dây 5 phím 2, ngón áp út bấm vào dây 4 phím 2, ngón trỏ bấm vào dây 4, ngón áp út bấm vào dây 3 phím 2, ngón trỏ vào dây 4 phím 1. Các bạn bấm cho mình tọa độ x2120x. Hợp âm tiếp theo sẽ cho bài này đó là âm mi 7 nha các bạn. Tọa độ 020100. Các bạn bấm ngón giữa vào dây 5 phím 2 và ngón trỏ vào dây 3 phím 1. Hợp âm tiếp theo xuất hiện trong bài này đó là hợp âm son trưởng. Son trưởng với những bạn nào mới tập và bài này cũng hay dùng hợp âm son trưởng này. Các bạn bấm cho mình tọa độ như sau. Ngón áp út bấm vào dây 6 phím 3 là xong. Tọa độ 3x000x. Rất dễ đúng không các bạn? Nếu như bạn nào muốn bấm son trưởng đầy đủ, các bạn bấm cho mình thì bấm sau 320033, ngón giữa vào dây 6 phím 3, ngón trỏ vào dây 5 phím 2, ngón áp út vào dây 2 phím 3 và ngón út vào dây 1 phím 3 nha các bạn. Hợp âm tiếp theo trong bài này đó là hợp âm đô trưởng và đô major 7. Đô trưởng thì khá quen thuộc rồi các bạn. Tọa độ x320010. Đô major 7 các bạn chỉ cần nhấc ngón trỏ ra. Đó. Hợp âm tiếp theo đó là hợp âm Si thứ 7 giáng 5. Tọa độ x2323x. Ngón trỏ vào dây 5 phím 2, ngón áp út vào dây 4 phím 3, ngón giữa vào dây 3 phím 2 và ngón út vào dây 2 phím 3. Trong bài này còn một hợp âm cuối cùng đó là hợp âm La 7 nhé các bạn. Ngón giữa chúng ta ấn cho mình dây 4 phím 3 và dây 4 phím 2 và ngón áp út vào dây số 2 phím số 2, tọa độ 020202 x02020 cho các bạn. Vừa rồi là toàn bộ phần hợp âm của bài hát này. Bài hát này thì hợp âm tương đối là dễ, tuy nhiên là các bạn thấy có khá là nhiều âm, cho nên để dễ tập các bạn nên lưu lại vào sổ và nhật ký để cho mình đỡ bị quên. Bây giờ chúng ta xem với những hợp âm này thì bài hát này sẽ chơi như thế nào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tay phải của ca khúc này. Bài hát này là một bài pop khá là thuần túy cho nên tay phải chúng ta sẽ không chơi quá là phức tạp đâu nha các bạn. Tay phải chúng ta sẽ chỉ cần học cho mình hai điệu sau. Một điệu là điệu quạt, điệu tỉa cơ bản và điệu thứ hai là điệu quạt. Đầu tiên là điệu tỉa. Điệu tỉa thì bài này chúng ta chơi ở nhịp 4/4. Các bạn sẽ có thể chơi ba lát, tuy nhiên mình khuyến khích các bạn không nên chơi ba lát bài này mà chúng ta sẽ nên chơi điệu sấp chậm. Với mỗi hợp âm bình thường các bạn chơi cho mình hai lần điệu sấp chậm và điệu sấp chậm đấy xin phép chơi như sau: 3 4 2 3 4. Lựa chọn thứ hai là các bạn có thể đánh là 3 3 2 1 3. Tuy nhiên mình sẽ phân tích một chút này. Nếu như các bạn đánh 3 3 2 1 3 thì các bạn sẽ thấy là cái tiếng đàn mình sẽ rất là chói. Đó là tiếng đàn cũng sẽ chói lên như vậy. Vậy nên mình khuyến khích những bài hát mà nhẹ nhàng như này, các bạn nên dịch ba ngón tay ở phía dưới dây 3 2 1 lên phía dây 2 3 4 đấy các bạn.
đó thì các bạn thay vì đánh ba ba hai một ba, các bạn đánh là ba bốn hai ba bốn, thì cái tiếng nghe sẽ cảm giác dễ chịu và nó sẽ êm hơn là mình sẽ chơi vào dây một. Tuy nhiên mình vẫn cần phải chơi được cả hai kiểu, lý do đối với những hợp âm mà bass đánh từ dây số 4 đổ xuống, ví dụ âm dây thứ bảy chẳng hạn, thì các bạn sẽ buộc phải chơi cho mình là dây 4 3 2 1, như vậy thì bass các bạn rơi vào dây số 4 thì bắt buộc các bạn phải chơi là 3 2 1 3. Đó thì đấy là phần tay phải của các khúc này. Mình sẽ lấy ví dụ một chút cho các bạn cùng xem. Bài này thì có một cái vòng hòa thanh khá là cơ bản, đó là pha trưởng, pha major 7, mi thứ, rê thứ 7, son trưởng, đô. Chỉ ở đây rê thứ 7 và son trưởng là chia đôi, cho nên là mình sẽ đánh như sau. Pha major 7, các bạn đánh bát 3, 2, 1, 3, 2 lần. Đấy là với bạn chơi dây 6, với dây 4 thì đánh dây 4 thôi. Chả sao cả. Đó, như chơi dây 4 này. Ok, bây giờ mình chơi dây 6 nha. Mình lại này, pha nguyên một lần là 2 lần. Rất chậm. Mi thứ 2 lần. Mi thứ các bạn sẽ dịch lên trên bát 4, 2, 4 đúng không các bạn? Rê thứ 7 xuống bát dây 4 nên lại dịch tay xuống. Ở đây rê thứ 7 chia đôi son nên mỗi âm các bạn chỉ còn chơi một lần sức chậm thôi. Chia đôi son các bạn chỉ bấm như này đủ vì các bạn chơi dây 6, 4, 3, 2 thôi. Đô major 7. Đó, như vậy là xong. Tất nhiên bài này thì chúng ta sẽ không chỉ chơi mình vòng đó mà sẽ chơi nhiều vòng khác và có sự biến đổi luân phiên cho có sự hài hòa. Tí nữa mình sẽ lấy mẫu cho các bạn nghe các bài hát thì các bạn sẽ biết là phần nào chúng ta nên chơi như thế nào. Đầu tiên mình đã hướng dẫn các bạn đó là về phần tiểu các khúc này. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là với điệu quạt thì chúng ta sẽ quạt như thế nào các bạn. Với nhịp 4/4 thì chúng ta tất nhiên sẽ nghe đến điệu quạt ballad đúng không các bạn. Quạt ballad chúng ta sẽ quạt theo tiết tấu như sau. Mình sẽ lấy ví dụ đúng cái vòng vừa nãy nha các bạn. Pha trưởng và pha major 7, mi thứ, rê thứ 7, chia đôi son. Son vì các bạn quạt nên các bạn sẽ bấm full này. Đô major 7. Mình có quên mất, các bạn có thể bấm đô trưởng, còn các bạn có thể bấm đô 7 nha. Đô 7 thì các bạn bấm thêm ngón áp út vào dây số 3/3 xong nha các bạn. Ok, mình lại này. Pha, mi thứ, rê thứ 7, son, đô. Quạt ballad tiết tấu quạt như sau. Xuống, xuống, lên, xuống, lên, xuống, 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 lên. Mình sẽ làm lại này. Mình sẽ chú thích cái phần ghi ở trên màn hình cho các bạn cùng biết này. X là xuống. Những cái gấu gạch là các bạn sẽ nghỉ tay nhưng các bạn không chạm vào đàn, đúng theo thứ tự của lên lên xuống xuống này. Xuống, gạch, gạch, gạch là ba cái nghỉ, các bạn phải đúng đưa tay theo này. Xuống, xuống. Đó các bạn thấy không, nghỉ nghỉ, các bạn phải đúng đưa tay như vậy. Lên, xuống, lên, xuống, 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 lên. Mình làm lại nữa này. Hợp âm mi thứ tương tự. Rê thứ 7. Ở đây các bạn thấy rê thứ 7 chia đôi son sẽ hơi khó một chút. Các bạn cần phải học về hợp âm chia đôi hợp âm trong điệu quạt ballad. Thì quạt ballad chúng ta sẽ chia đôi như sau. Hợp âm rê thứ các bạn nhìn chơi. Xuống, xuống. Sang son các bạn sẽ chơi nốt phần ngược lại. Lên xuống, lên xuống, xuống, xuống lên. Mình làm lại này. Đô major 7. Như vậy là xong. Còn nếu bạn nào muốn chơi hợp chia đôi cho âm đô 7 thì các bạn cũng chia như vậy. Xuống, xuống. Thì các bạn sẽ được điệu quạt ballad chia đôi đối với những hợp âm mà có chia đôi trong một cô nhịp. Vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn toàn bộ phần tay phải, điệu tỉa và điệu đánh bên điệu quạt cho bài hát này. Thì các bạn hãy cùng xem nếu bài hát này khi mà chúng ta ghép sẽ chơi như thế các bạn. Tất nhiên tí nữa mình sẽ còn nói qua một phần nữa là những cái đoạn chuyển nhỏ nhỏ cho bài hát này chơi như thế nào, vì những phần đó sẽ tương đối là khó nha các bạn.
Bây giờ các bạn cùng xem mình đánh mẫu một lần toàn bộ bài hát này như ra cho các bạn. Lại nha các bạn. Vừa rồi mình đã đánh mẫu cho các bạn nghe toàn bộ bài hát này từ đầu đến cuối. Bây giờ mình sẽ nói qua các bạn cái phần chuyển, có hai đoạn chuyển nhỏ nhỏ mà các bạn cần chú ý. Bây giờ chúng ta cùng xem đoạn chuyển đấy chúng ta chơi nha các bạn. Đầu tiên là đoạn chuyển thứ nhất. Đoạn chuyển này chúng ta sẽ chơi thông qua bốn hợp âm ở đó là câu cuối cùng nha các bạn. Lúc này chúng ta đang chơi ở phần đạo giữa, đang chơi qua hợp âm pha này, son này, mi thứ này, la bầm. Sau các bạn chơi thông qua một chuỗi hợp âm sau, đầu tiên nữa chơi hợp âm C dim này, các bấm cho mình ngón
trỏ vào dây số 5 phím 2 và ngón giữa vào dây số 4 phím 3, chập hai dây này. Về đô trường, các bạn nhảy lại, ngón áp út lên dây 5 phím 3 và ngón giữa vào dây số 4 phím số 2. Ok. Sau các bạn hạ ngón giữa xuống dây số 3 phím số 2, chập cho mình dây 4, dây 3. Đó, rê, đề rê các bạn. Đầu tiên là rê, rê với cả dây dây 4 và dây 3. Sau dây 4 và dây 2. Sau các bạn về pha mình chưa bài. Đó. Quay về C đi. C thứ 7 giảm 5. Về mi bài. Mi lại coi này. Chậm này. Đó là đoạn chuyển đầu tiên nha các bạn. Đoạn chuyển thứ hai. Rồi, đoạn chuyển thứ hai là nằm trong phần quạt chả khi chúng ta chơi đoạn cuối cùng. Sau các bạn sẽ đi qua một nhà búa âm đô trưởng rê thứ 7 mi thứ 3. Bài sẽ hơi nhanh chút này các bạn. Các bạn đánh đập đánh đánh và đập quạt và đập. Xem bạn kéo về vuốt ba lên nữa này. Vui lên. Đó là hai đoạn chuyển của bài hát này. Và phần cuối cùng của bài hát này mình hướng dẫn, đó là phần intro của bài hát này. Các bạn nhớ giúp mình phần intro thì chúng ta sẽ có full tab. Tab mình sẽ đặt ở phía trên màn hình. Còn nếu bạn nào muốn lấy tab để có thể tập thêm hoặc tập kỹ hơn thì các bạn có thể comment xuống dưới mail để mình có thể gửi cho các bạn full PDF và bản Guitar Pro thì các bạn dễ tập nhé các bạn. Bây giờ lại cùng xem phần intro chúng ta chơi nhìn nha các bạn. Sẽ mở một lần intro cho các bạn nghe nha. Bây giờ mình sẽ ghép phần hướng dẫn các bạn chi tiết phần đánh như này các bạn. Hướng đầu tiên là thứ này các bạn đấy. Dây 3 phím 3. Chập dây mũi C 5 cả dây 2 cùng, 2 cùng lúc. Tiếp tục. Còn hơi khó chút nữa các bạn. Đó, các bạn dùng ngón giữa bấm vào, đến đây các bạn kéo lên bấm rê thứ, ngón út bấm vào dây 5 phím 5. Đó, đây âm rê thứ nữa các bạn. Về mi thứ này các bạn. Sau các bạn đưa ngã bút lên dây 5 phím 3 nốt đô. Đó. Sau lại đưa ngón trỏ về nốt C. Đánh dây 2, 5, dây 4 cùng lúc này. Đó.
Sau đó các bạn về mi thứ. Xong nửa đầu nhá các bạn. Nửa tiếp theo này, các bạn về đoạn dài liên tục này. Ừ, pha mi rồi 7. Các bạn để cho mình tiết tấu sau này. Chập tiết 6 đến 1. Sang mi thứ tương tự, chập dây 6, dây 5, à dây 6, dây 2. Rê thứ. Lần cuối cùng thì các bạn đặt thêm ngón áp út vào dây 5 phím 3, à dây 2 phím 3. Lại rê thứ này, đầu tiên rê thứ 7, sau rê thứ thường. Hợp C. C này các bạn không có ngón trỏ đâu. Mi 7. Là các bạn sau phần intro nhé các bạn. Vừa rồi là toàn bộ phần hướng dẫn của mình về ca khúc Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân Idol. Nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bài hát này, hay các bạn có muốn đề xuất bài hát nào khác, thì các bạn hãy comment ở phía dưới để chúng mình được biết nhé. Và nếu các bạn yêu thích các sản phẩm của chúng mình, thì các bạn đừng quên nhấn subscribe để cho chúng mình có thêm nhiều động lực làm các sản phẩm tiếp theo hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha.